không? Gì cơ? Bụi mắt luôn cả. Bụi hả? Dạ. Bụi vô rồi kìa tí ơi. Thổi 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 mắt đi. Thổi. Gai 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 gai. Gai 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 cảm ơn gai gai. Thua thua. Thua miếng. Em ơi. Ông buồn miếng thúi. Dìm ơi, mắc đầu dìm ơn. Nó gai rồi. Ê, thổi lên coi. Coi dìm ơn coi mắt coi. Anh Tý ơi, anh thổi mà anh phun miếng vô mắt em anh Tý. Anh Tý. Anh lại anh thổi mắt em coi anh Tý. Dìm ơn ơi, mắt hết đau chưa? Thương mắt hả? Ông quê rồi, ông này ông quê. Ông quê quá thôi. Thề luôn nè, ai? Ừ. Chưa? Thề luôn. Thề là không phun miếng nữa. Thổi thiệt nha. Ông thổi, ông muốn miếng không? Nè nè. Miết mẹ coi nè. Ông muốn. Miết mẹ. Anh nhận cho mà. À, béo không thúi sao? Con trai thì thề luôn nè. Hả, tôi nhận. Miếng thú quắc. Em ơi. Đi hàng giáo chơi. Đi hàng giáo chơi. Hai đứa mình chơi hàng giáo chơi nè. Miếng thú quắc. Anh sắc kem chưa? Hả? Anh sắc kem chưa? Con trai không sắc kem đừng chết. Chúc kem thật thú nhân. Chúc kem không có thúi. Cập đi. Cục vàng có tí. Tí đâu chị rồi, tí đâu chị rồi. Tí chúng hả? Tí nhựa sáo. Sao mà hay nha. Ăn tiếng ngon không? Ngon quá chị ngon mà. Đi về kia tới hả? Ông nóng kìa cắn đó. Cái gì hả? Cắn đó, ông cò. À cắn? Cắn đó. À cắn? Ông cò à. Ông cò là gì? Ông cò dịch đó. Dạ. Dịch cò, ai nhà nó con cò. Trắng ba. Trắng ba. Khó lắm quý vị ha. Trắng ba. Đi sừng sừng sừng. Ở con đừng có chọi cho con ha. Nè, tí. Để nó này vậy con, nó chọi nó quản á, nó la cho lắm á. Trắng ba. Dạ lên chứ. Chấp kìa chú Phương, dịch chấp kìa. Ừ, đúng rồi. Dịch ta nhốt đó con. Phương, chị đâu dạy đi học à? Chị bỏ chị hả? Cô dịch kìa. Bỏ luôn cho biết. À, bé khùng thúi sao. Sao nữa? Tiếng này lớn cái đầu mất gạo quá. Rồi xong. Mất gạo ha, nắng dai nè. Thôi rồi, lạnh quá Diễm ơi. Bắp xa kìa, hờ bắp xa kìa. Bắp xa. Bắp xa, bắp xa, bắp xa. Bên đây về trời. Hờ bắp xa cho lạnh trời. Hờ bắp xa cho. Bắp xa nè. Trời ơi trời. Phê, phê. Phê ơi. Ơ cỏ. Căng ba. Con chim. Chim bên kia kìa. Đâu? Chim kìa. Chim kìa. Đi về nè. Về dịch cò luôn nè như vậy. Ồ, cái chiều gì đó hả? Lùa trời vô vậy đó. Mấy ngày thả cho nó đi vô động ăn. Ăn lúa, ông lúa mất. Lúa bị bị rụm khỏi cây á. Đừng mà dịch ăn trứng vịt của những con mà vịt cò nè. Nó ngon lắm. Nó bằng nghính nè. Chắc chiều quá, thơ mộng lắm quý vị. Chú thì vui hết con ha. Nè con đứng nè, dẫn Diễm Hương nè. Đâu đi trước đi sau kỳ vậy? Đi hai đứa mình đi về đúng không? Thương ăn. Thương ăn quá trời thương ăn. Thương Hương đi về cái khu Việt Kiều đó. Thôi, con nói chơi. Hãy thương ăn. Mèo quýnh chết rồi biết. Thương Việt Kiều. À, béo cái thương thúi sao? Thương miếng thúi hoài, nhắc hoài vậy chị? Hoài cũng thôi, nó hoài vậy. Nhắc hoài tôi quê à. Bất cải ăn nè. Bất cải ăn. Diễm Hương ơi. Dạ. Em xin lỗi được chưa? Anh lớn cỡ ha. Bữa nay mắt ta thổi vô mắt, anh nhờ thổi vô nước miếng. Bữa nay thằng bất cười quá trời nè. Họ nói nha, anh gầy đó. Anh gầy đó. Ai gầy? Không gầy á. Con nào? Con Phương á. Phương hả? Ừ, gầy á. Gầy hả? Nha. Cô gầy gì? Cô chú gầy gì Phương? Có con anh rượt kiếm tôi. Nó sang đó quý vị. Mẹ của chú trẻ ra bán ở đây nè quý vị. Bán những cái món mà chú trẻ. Bích quá luôn, trái cây luôn.
con gà con vịt. Này có hai che luôn. Xe đó trưng bày sẵn đó. Xe đậu này mua cũng tiện lắm quý vị. Nó mới cho ăn mẹ ơi. Ơi. Cái của chú Hồng mất mơ nè. Xe ngon quá ta. Xe của chú Hồng mất mơ rồi. Xe ngon quá à. Xe này quay không? Chú Hồng mất mơ. Thôi cũng mưa với chiều rồi mẹ ơi. Thì không cũng xin phép dừng video đây nhé. Thì biết cô chú anh chị ơi. Như xem thấy video. Xe tên gà. Video thấy ý nghĩa thế này đó. Nhớ like chia sẻ giùm Phong nhé. À, thì ở nhà đổ nước ra ngoài đi chứ để theo dõi những video mới nhất của Phong nha. Nhé rồi Phong xin chào nè hai con ơi. Dạ. Hai con chào khán giả nè, con phải dòm vô cái máy nè, không không có gì được chưa cho nha, súng ngựa lại cho vậy ha. Rồi bây giờ á là cũng chiều rồi, chú Phong về nha. Có cho chú Phong về không? Có. Hả? Giữ tí lại không? Hả? Không. Giờ muốn một tí về hay là muốn một tí ở lại? Về chơi chút con lên chơi. Là làm sao? Là làm sao nói chú Phong nghe coi. Chú Phong hả? À, là chú Phong nói với chú Phong á là muốn một tí ở lại hay là cho một tí về? Về, mẹ quấn chết thì kỳ á. À, vậy là muốn một tí về phải không? Về chơi, mà lên chơi nha. À, vậy là tí về rồi bữa nào lên chơi phải không? Dạ, cố tìm đi. À. Chứ không được có giữ rồi. Tí ha. Dạ. Ừ. Nước mưa. Ừ, mắc mưa hả con ha? Mắc mưa đó. Ừ, thôi chú Phong về nha. Dạ. Ừ, ngoan quá ha quý vị ơi. Thôi Phong cũng kết thúc lúc nha quý vị. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Phong nhé. Trời ơi Phong nói chuyện mà hàng tí nó chẹt vô Phong quên hoài luôn á. Quá trời có miệng luôn. Chịu về luôn đây mà. Rồi Phong xin chào. Mất mưa ông nội ơi. Mất mưa đó. Mẹ gầy đó. Chiều lên. Chưa thấy ngoan không? Mà... mỗi giờ quá. Mỗi giờ quá. Mỗi lần chút rồi. Bách xa cho em không? Ừ, bách xa, ê, giờ bách xa kìa. Bách xa. Anh chơi kiểu gì hay chị Mân ha? Mới về chơi nha, mới lên chơi nha. Kìa, kìa, con đồ bách xa nữa, nhũng nhẽo vô tí kìa. Nhẽo quá đi hà, quỷ nha. Rồi vậy thôi vậy hả? Hai đứa hồn duyên lắm quý vị ơi. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Phong nha. Xe cả ngon quá, cái xe cả...